Hello, chào mọi người. Thì hôm nay mình về được một cái đầu Onkyo N775 mọi người. Con này là một cái con mà rất là toàn diện mọi người, rất là toàn diện. Nó chơi cái mạch chuyển sang chơi cái mạch số mọi người. Mạch số hoàn chỉnh do Onkyo tự phát triển mọi người, cái mạch 3 stay bitstream nha. Đó. Rồi nó thì chơi được CD mọi người, chơi được ổ cứng 4TB luôn mọi người, ổ cứng gắn ngoài 4TB luôn. Rất là mạnh mẽ và nó giải mã 24 bit 192 kHz nha, cùng với lại DSD 128 mọi người. Chơi gần như là không ngán cái nhạc gì luôn. Và ngoài ra nó còn có tích hợp Bluetooth rồi Wi-Fi, LAN và cùng với đó là nó có AirPlay nữa người và chức năng Chromecast với lại hệ điều hành Android luôn nha. Rất là đa năng người. Ngoài ra nó còn có giải mã Optical nữa người. Rồi, một cái con mà rất là đầy đủ người. Thì ngoài ra nó có AM, FM người và như FM nó chơi được FM 108 luôn. Thì người thấy là cái con này nó sản xuất 2017 người, gần như là một cái con mà đời cao nhất luôn. Tại vì qua 2018 thì nó chuyển sang cái đầu N855 rồi, N855 nó không còn sản xuất cái dòng này nữa. Rồi, phụ kiện kèm theo có khiển zin nè người, khiển zin, pin rồi dây anten FM và dây nguồn nha. Đó. Thì cái đầu còn rất là đẹp, mặt trước nhìn đẹp người, ở trên chỉ có là nó bị trầy do người ta sử dụng thôi. Đó thì con này mình để là 8 triệu chẵn người, giá rất là tốt so với con đầu này. Hàng vừa mới về tới hôm nay luôn. Đọc được ổ cứng rất là tốt người, ổ cứng 4TB đọc luôn. Và có app điều khiển trên điện thoại luôn nha người, nó gần như là chức năng hoàn hảo người. Nó hơn cả Denon nữa, Denon tại vì cái app Denon nó hơi 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 lõm, còn cái app Onkyo này thì nó sẽ điều khiển rất là hay người. Phải không? Thì mình chơi cái cặp loa V1 này đánh luôn rồi, phải không? Rồi đó mình giới thiệu sơ rồi thôi. Đó con này 8 triệu chẵn người, khiển zin kèm theo dây nguồn zin luôn, quá hoàn chỉnh. Giá rất là tốt người, thường cái con này thì thường là về giá lên tới tầm 9 triệu, 9 triệu rưỡi người. Đẹp là 9 triệu rưỡi mà hơi trầy trầy thì thường là tới 9 triệu luôn. Con này thì vô tình mình đấu được giá rất là tốt và đi đường bay đó người. Hàng rất là đảm bảo. Đời cao nữa. Rồi, ai có nhu cầu mua con này thì liên hệ mình nhé. Cảm ơn mọi người nhiều. Thì trước khi giao đi mình sẽ test hoàn chỉnh và mình cập nhật phần mềm mới nhất luôn cho mọi người nha mọi người. Về chỉ dùng thoải mái. Rồi, cảm ơn mọi người nhiều.